Ok, hello game. Chúng mình đã quay trở lại với channel của mình. Thì trước khi vào video game ngày nay thì mình có một thứ muốn chia sẻ với anh em. Đó chính là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái website bán ác liên quân. Thì sắp tới mình sẽ thử chơi liên quân xem như thế nào. Nên là chắc là mình sẽ mua ác ở đây đấy. Được rồi, đầu tiên thì anh em hãy tìm theo cái địa chỉ là shopliênquân.net. Đây, nó sẽ như thế này này. Nếu như anh em nào mà vẫn chưa biết cách để mua ấy, thì anh em thể vào phần hướng dẫn. Ok. Đó, thì chúng ta có tổng cộng là 4 bước. Bước đầu tiên là đăng nhập. Đấy, nếu như chưa có tài khoản Facebook thì đăng ký, anh em sẽ đăng nhập vào phòng Facebook nhá. Cái thứ hai là nạp tiền. Đấy, anh em có thể nạp bằng thẻ điện thoại các thứ. Nạp tiền qua ngân hàng thì sẽ được khuyến mại thêm 20% này. Bước thứ ba là chọn app và ấn mua ngay để hoàn tất giao dịch. Sau khi mà giao dịch hoàn tất thì các bạn vui lòng vào trang tài khoản đã mua để lấy tài khoản và mật khẩu. Thế đó, quá là easy đúng không? Có bao nhiêu? 18.000 với cả 9.000 một app. Lên quân quá là rẻ nên là anh em thể vào đây mà mua nhá. Đấy, ok, hello game, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì lại tiếp tục với đấu trường robot, và ở trong lần này thì mình đã tìm ra được một cái chế độ chơi mà phải gọi là cực kỳ hay luôn. Ok, và cái chế độ này có tên là Endless Mode. Ra như nào? Thì đại khái là ở trong cái chế độ trên này, chúng ta sẽ không có giới hạn về số bàn. Tức là như nào? Tức là mình muốn chơi đến bàn 50, bàn 60, 70 gì đó thì tùy. Và chúng ta sẽ có những cấp độ là bronze, kiểu như là đồng, bạc, vàng, kim cương các thứ đấy. Thì mình sẽ không bị giới hạn về cái số bàn mà mình chơi. Thế là mình đã nghĩ là ở những cái ở cái chế độ chơi này ấy, thì mình có thể nâng cấp được gọi là mắc. Đấy, nâng cấp mắc được tất cả những cái ui dồi ôi, cái người ta gọi là cái hỗ trợ của mình ấy. Nên là mình đang rất là hào hứng. Mình sẽ đi con này cho chúng nó kiểu dính vào phải không? Con này khôn hết nhỉ. Cái đụng. Đấy, rồi mình sẽ lại đi con này tiếp. Không, mình sẽ chơi đùa với con này. Mình sẽ chơi đùa với lũ ngu xuẩn này các bạn. Ok, ta sẽ đi con này luôn. Đấy. Đấy, chết một con rồi. Bọn này nó có mặc giáp, nó khỏe cái đi luôn. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, tưởng bạn nào. Tưởng bạn thế nào bạn ơi. Tưởng bạn thế nào bạn ơi. Vui đùa nó hơi nhiều. Nên là thôi chắc chúng ta sẽ nhanh chóng vậy. Đấy thì mình như mình đã vừa nói thì ở trong cái bạn này ấy, nó có không giới hạn về cấp độ bạn. Nên là mình có thể gọi là nâng cấp cực kỳ nhiều thứ. Và đấy mình sẽ nâng cấp hammer đấy. Mình hôm nay mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử xem là liệu như là chúng ta có thể nâng cấp được hết tất cả những cái gì có trong này không. Để mình đếm sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta tổng cộng ở đây là có khoảng độ là 30 hay là 31 cái lựa sự lựa chọn để nâng cấp ấy. Nên là mình đang nghĩ là chúng ta sẽ chơi tầm 30 bàn thì mình có thể mở full được cái đống này. Nên là mình đang thử thách bản thân mình xem là liệu mình có thể nâng cấp được nó không. Nếu như mà và sau khi mà mình nâng cấp toàn bộ cái đồng ấy rồi thì mình sẽ kiểu là sẽ trông như thế nào đấy. Ý định của mình là như vậy. Đồ mà. Rồi chết đi bạn ơi. Rồi chết đi bạn ơi. Phải xử đẹp mấy con này trước nha bạn. Rồi hai con chết một lúc. Rồi con này què rồi. Què thì chết đi bạn. Cái búa này mình rất là thích luôn, tại vì nó có thể quẩy được hai cái luôn. Bây giờ mình sẽ xuống để nâng cấp là Energy. À đâu, Jetpack. Mình sẽ nâng cấp Jetpack để bay. This island is a nice place to die. Ok. À, Jetpack đây rồi. Đấy, bây giờ có Jetpack là mình có thể tự tin bay nhảy rồi đúng không? Phải con gà mái luôn. Và trong cái này, trong cái chế độ trên này, lần đầu tiên là mình có thể là mở được cái gì nhỉ? Mình có thể mở được cái giống như là cái búa lửa đúng không? Ủa? Lần đầu tiên mình có thể chơi búa lửa trong cái mini game này nên là mình rất là hào hứng. Ok, chúng ta đã vượt qua được bài này khá là dễ dàng thôi. Những bài đầu tiên này thì có thể nó không khó lắm đâu, nên là mình sẽ cố gắng chơi nhanh và sẽ cố gắng không để mất mạng để mình có thể nâng cấp được nguy cơ tối đa luôn. Hammer Edition. Bây giờ mình sẽ nâng lên 2 energy. Nếu như mà suôn sẻ thì chúng ta sẽ nâng đến cái búa lửa và sau đó làm một cái clone đi. Như thế cho nó hoành tráng nha. Mình cũng không chắc lắm đâu, tại vì tức là mấy cái bản đầu này thì nó dễ thật nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận. Yes. Silver difficulty. Ui rồi.
Ờ, bên kia nhảy xuống dưới chết hết rồi. 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 Cái bảo mà cho nó nhảy xuống đây này anh em không? Nhảy xuống đây là chết luôn. Tại vì giờ đấy nó giống như kiểu là có cái cặp bẫy, à cặp bẫy trông gai, anh em không? Tốt nhất là mình cứ đứng trên và nhau thôi, tội gì đúng không? Chúng nó sẽ tự kiểu là tự sát cho nhau. You'll have to love sword robots. À bây giờ mình sẽ nâng búa lửa cho anh em nhé. Từ trước đến nay là hammer side đấy. Để lên hammer side rồi mình búa lửa được. Thì từ trước đến nay ấy, mình chưa giờ chơi được búa lửa, tại vì mấy cái bàn kia thì nó hay bị khóa ấy. Nó hay khóa cái chế độ đấy, không cho mình dùng. Thế là đây là lần đầu tiên. Ui giời. Ui giời. À có con cung này, giờ ra mình ra xử đánh con cung này anh em. Ôi rồi. Ôi rồi. Rồi rồi. Chết đi mấy bé. Rồi hai con luôn. Ôi rồi. Tí thì bảo là. Hammer sai này, solo búa của mình là kiểu sai lầm của đời các bạn rồi. Good human. Giờ sẽ đi xuống. Ê ê. Ok, bây giờ là mình có thể cho anh em thấy được cái gọi là búa lửa nó trông như thế nào. Đẹp vãi đi luôn, thề với anh em. Đẹp cực kỳ. Đây, Fire Hammer. Xui ôi, đẹp không? Trời ơi, phê không? Úi dồi, đây mới là búa chứ. Búa lửa này thì chúng ta có thể là đập được chúng nó và chúng nó sẽ sát con mẹ định luôn. Đâu rồi, con kia đâu rồi? À, biết ngay mà mình đã thu hàng nó vào mà. Mày... Ố, cái gì đấy? À, rồi, nó bị lửa của mình thiêu đốt đấy. Chứ quả đấy là mình đập nó không chết đâu. It's a pretty good level. May mắn. I hope you like being human. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ chơi giáp nha. In your face. Mình sẽ chơi giáp. Bây giờ mình đang cố gắng kiểu nâng cấp càng nhiều lên càng tốt mà. À, bây giờ là giáp đi. Giáp và sau đó sẽ là armor. À được, sẽ là 3 energy và sẽ là cung. À, mình chán chơi cờ lon rồi. Mình cảm thấy chơi cờ lon nó khiến cho mình có một cái tâm lý gọi là chủ quan. Gold is not precious. Mày này. Mày này. Bố lao. Bố lao nhí nhố. Bố lao. Bố lao nhí nhố. Nó định ra đá mình anh em ạ. Sai lầm của cuộc đời nó. Không biết là mình bá đạo như nào mà nó định ra đá mình. Nó nghĩ mình là trẻ con cái kiểu ra đá đít mình là mình sợ. Sai. Sai lầm. Mình là robot là mình không sợ bị đá đít. Tại vì mình không có đít. Robot không có đít đi thôi. À bắt đầu nào. Chè, bàn này căng, bàn này căng. Một bé. Úi dồi. Vã nhau đi các bạn ơi. Ui. Rồi chết rồi. Chết luôn. Úi dồi. Rồi. Úi dồi. Rồi may quá. Rồi. May mà cơ lơ. Cái bàn này mình không bị mất một cái trang bị nào cả. Hết vái, hết vải đái. Rồi bây giờ là vô nào, chúng ta sẽ xuống để nâng cấp cung nhé. 3 energy à, vẫn hơi ít. Chắc phải là nâng lên 4 energy, 5 energy, 6 energy, đó quẩy mình sướng. Vô nào, chắc chắn sẽ là vô rồi. Phát sau thì mình sẽ nâng lên max energy luôn, chắc chắn mình sẽ nâng max energy. À, để xem là bàn này có con nào cung nhỉ bạn nào. Cung này. Úi giời. Úi giời. Từ đã mình sẽ xử đẹp cung này trước. Anh em cứ chờ mình. Úi giời. Trời. Rồi chết đi. Cung xít.
cung kia chết chưa? Nó vẫn chưa chết các bạn. Đây rồi, sẽ ra xử đánh cung này. Anh em cứ tin mình. Đây rồi, đây rồi. Nó biết chạy à? Mày này, muốn áo gì nhố quen thân. Rồi các bạn, bây giờ mình chờ các bạn ra đây đấy. Ui ôi, chạy. Chạy. Mẹ sao mày cứ chủ quan quá, chủ quan quá. Mình hơi chủ quan của anh ạ. Rồi. Rồi, ok, quả đấy chủ quan quá, bị đập cho phát ngắt giác luôn. Sợ bắn. Còn này nó lại chơi giáp tiếp. Chơi giáp hay là 4 energy nhỉ? 4 energy đấy. Chơi nó sướng. Quá thì giáp. Chết thôi. Đây mà 10 rồi. Chơi luôn. Mình là người hoành tráng mà, đúng không? Sao phải soạn. 4 energy đấy. Chết thôi. Mình cái tính hổ báo, mình không quen chơi kiểu hèn hèn. Nên là thoải mái đây em. 4 energy bắn cho sướng, tích mù luôn. Rồi. Ui rồi, tưởng các bạn nào, tưởng bạn này nào. Quá easy. Perhaps it has learned from its mistakes. Bây giờ thì mình sẽ chơi clone. Đã đến lúc chúng ta sử dụng clone rồi. Bây giờ mình đang muốn nâng cấp nhiều mà nên là cứ phải clone cho chắc. Clone này á. Armor. Mình nâng armor rồi, tức là mình không thể nâng lại armor được ạ. Không chắc lắm. Tại vì mình thấy nó sáng rồi ấy. Thấy cái armor nó sáng. Gì đây? Có gì hot đây? Mày. Ui rồi các bạn ơi. Các bạn vào đây nào. Ui rồi. Ui rồi. Ôi. Các bạn tôi ơi. Các bạn làm gì đấy. Đúng là bốn em cái gì các quẩy tích mù luôn. Đúng là có lửa và nó phê lắm. Bây giờ là armor nhé, là làm lại quả armor chứ không là chết mình đấy, nguy hiểm lắm. Bốn em cái gì rồi. Tí nữa thì không biết là thực ra đã quay lại xem nào, không biết là có lên được 50 gì. Flame bait cộng 50%, cộng 100% luôn. Mình sẽ nâng mắc chỗ đấy và bây giờ mình sẽ có thể bắn cung thoải mái luôn. Đây là mình sẽ cố gắng nâng cấp được mắt cái đấy. Úi giời, bắt đầu luôn ạ. À. Một vé. Ui, một hit chết hai con á. Ghê vậy. Ghê vậy. Ơ kìa, chết luôn à. Vớ vẩn mấy cả lìn. Anh em có công nhận với mình là quả đấy là một pha chết người nhất mấy không? Tin được. Kiểu chết nhảm nhí mấy ai. Đấy, mình sẽ đứng tới đây bắn con này. Bắn trượt rồi. Bay đằng sau các bạn. Đằng sau này bắn ai đây rồi. Con điện mà lờ. Nhện nhiếp này chết đi bạn ơi. Con này nó chết đi. Ui rồi, nát đầu ngay. Chết đi bạn ơi, con này nữa. Ui rồi, ai mất chân rồi, nuôi què rồi. Ui, bắn chậm quá anh ạ, cung mình bắn chậm quá. Bây giờ là mình sẽ phải thò lên. Từ từ đã, mình sẽ giết cung trước đây. À đây rồi. Đấy, đứt đầu rồi này, đứt đầu này. Ui mẹ cao đấy. Vẫn đi cao anh em ạ. Rồi. Đã đứt đầu các bạn. Rồi. Mày này, nhảy vào đây, nhảy vào đây. Nhảy vào đây.
nhảy vào đây. Nhảm nhí với đấy. Anh em không này, bọn nó bị thiêu đốt hết trong cả cái đống này luôn. Cho nó ngu bái lịn này, cho nó quyết né ra. Nói chung là cùi lắm. Các bạn tưởng thế nào? Là bị mất Clone rồi. Chúng ta sẽ là Clone nhé. Rồi, mình còn 3 con Clone thôi nên là mình chỉ được phép chết 5 lần rồi. Chết nhiều hơn là thua. Mình vẫn muốn nâng cấp lên xem là ta sẽ khủng như nào. À, màn này quen quen. Tôi biết ngay mà, màn này quen lắm. Ui đấy, bị chặn cổng zombie. Mấy cả Lin á. Màn này căng rồi, màn này khó, ấy Lin luôn ấy. Thật sự với anh em là màn này mình cảm thấy là màn khó nhất mình từng chơi. Mình đứng được ở trên này không? Rồi, chết đi. Ui, đẹp. Nhảm nhí vãi cứt. Rồi, đấy, anh em thấy không? Hai lần trước mình chơi thì được bàn 2 bàn 9. Lần này thì lên được bàn thứ 13. Giờ chắc mình sẽ quẩy lại để xem là chúng ta có lên được bàn 20. Ok, được rồi, và mình đã đến được bàn thứ 15. Và bàn này là bàn Titanium. Đấy. Thì vừa rồi mình đã nâng cấp rất là nhiều, anh em thấy không? Mình nâng cấp full energy luôn rồi. Và mình cũng đã chết 2 lần. Bây giờ là lần thứ 3 rồi lon. Thật sự là lên được cái bàn 15 thì khó thật đấy anh em. Mặc dù là con game này cái chế độ này nó không giới hạn số bàn đâu, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khó. Phải ra xử đẹp con này nè. Ui giời. Rồi, bắn phải chết đây anh em. Đấy, biết ngay mà mình vừa thọt ra thì mình chết. Nhảm nhí vậy đấy. Mình chơi rất tập trung và cứ đến khi nào mình quyết định bình luận trở lại là vì đã đến bàn 15 rồi thì lại chết một mạng rất ngu ngốc. Rất ngu ngốc. Nhất thì tin được. Kiểu nhảm nhí vậy đấy. Chết kiểu rất xàm phải không? Rồi lại còn có cả mấy con ngựa đó rồi. Úi rồi. Úi rồi. Rồi. Úi rồi. Mày này cùng tên với cùng tuổi. Mày này. Tên. À, mình tưởng con này chết rồi. Mình tưởng con này chết rồi cơ. So fast, so clever. A magnificent specimen. Đúng. À nhưng mà không sao, mình lên được Titanium rồi. Ok. Vậy là cái dự định để mà kết thúc để mà nâng cấp toàn bộ của mình thì đã tan được cái khói rồi, nhưng mà dù sao chúng ta đã chiến đấu được bàn thứ 15 ngang ngửa với một cái challenge bình thường. Và thực sự là khi mà mình nâng cấp được hết energy rồi thì mình cảm thấy là nó cũng không có gì khác biệt lắm đâu, ngoài có một cái skill rất là hay đó chính là nó có thể phun được lửa từ đằng trước ngực ra thôi. Thì đấy là chúng ta khi mà nâng cấp hết energy. Trước giờ mình vẫn đang tò mò là nếu như mình nâng cấp hết energy và nâng cấp hết tất cả cái nâng cấp bên cạnh của nó ấy, thì chúng ta sẽ bắn sướng hơn hay là như nào, nhưng cuối cùng thì nó cũng không được đã cho lắm. Nó không sao. Dù sao thì mình đã thử chơi một cái chế độ này rồi và để xem mà còn story mode thì mới hết rồi đúng không? Story mode là chơi 3 chat và hết rồi. Cái challenge này, challenge thì cũng nhiều phết rồi. 5 cái rồi. Workshop challenge. À đúng rồi, cái workshop challenge này là mình có thể tải được cái bàn mới về chơi này và nó khá là hay. Mình chưa thử thì chắc là mình sẽ thử. Ok. À, thì video này mình kết thúc ở đây thôi, và nếu như em thấy thích nó, đừng quên để lại một like của mình nhá. Và sắp tới thì mình sẽ có một series mới để thay thế những cái series mà mình đã chơi gần hết rồi. Ok, thì rất mong em sẽ tiếp tục ủng hộ mình và hãy đăng ký của cái kênh của mình để mà theo dõi tiếp tục các series đó. Được thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.